Thời tiết các tỉnh thành ngày 2 tháng 6 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Đà Nẵng, ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ.